Em chồng về mà cô tỏ thái độ như thế à? Tiếp đãi cho nó tươm tất vào chứ. Người gì đâu tiêu xài hoang phí mẹ. Chắc chắn là chị gặp hồ. Chỉ là vòng giò với chị hàng xóm thôi mà. Đừng để chị phải thuê giang hồ để xử đẹp em. Em làm ơn bỏ cái tật hay đi soi mói của mình đi. Này, hôm trước ta vừa về quê ngồi nói chuyện với cả mấy chị hàng xóm ấy, kêu là ngưỡng mộ mày nhất đấy. Hả? Sao lại ngưỡng mộ tao? Thì mày được đi lấy chồng giàu, lấy chồng thành phố, lại còn nhà cao cửa rộng nữa. Tao gọi điện về cho mẹ cũng nghe y xì như những cái lời mày vừa nói đấy. Tao nghe xong thì cũng chỉ biết cười, chứ chả biết nói gì cả. Đúng là phải ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Cũng mệt mỏi khó sống lắm đấy mày ạ. Thôi, nó cũng là cái duyên cái phận. Trời cho mình lộc ấy thì mình hưởng thôi. Nói chung là mình làm dâu mình cứ vun vén vào là được mày ạ. Tao thấy mệt mỏi lắm mày ạ. Mang tiếng là lấy chồng giàu với chả lấy chồng thành phố. Nhưng mà như tao thấy thì cũng như là sống chung với lũ á. Thôi, nó cũng là cái số rồi đấy. Mày chỉ cần cứ cố gắng một tí, lo cho con cho cái, thế là được. Ăn ổi nhá. Vừa mới ăn ở nhà rồi đấy. Nhưng mà ổi này ngon. Thế à, thế gọt đi, tao cũng mới ăn ở nhà rồi. Nhưng mà ổi này ngon hơn. Được rồi, gọt đi xem nào. Ổi vừa mùa quả, tươi rồi giói ấy. Khéo mồm lắm cơ. Thế chúng nó đi làm hết rồi à? Đi làm hết rồi, mỗi mình tôi ở nhà. May có bà sang chơi cho nó vui đấy. Giống nhà tôi. Thế à? Ừ. Này, đức nhà bà nó khôn thật đấy. Lấy là con vợ vừa tốt, dâu thảo cho bà nhé. Còn tôi à, thỉnh thoảng nó chán lắm. Chán cái gì mà chán? Tôi thấy cái con Thương vợ thằng Thắng nó được đấy chứ. Nó xinh xắn, cao ráo, trông như người mẫu ấy. Lại còn ngoan ngoãn, lễ phép. Cứ gặp tôi là chào hỏi nhanh lắm. Mà sáng nào tôi chả gặp nó đi làm. Nhìn qua thì thấy thế thôi bà. Chứ có sống với nhau thì mới biết tay nhau cơ. Thế bà chê nó cái gì? Người nhà quê thì bà biết rồi đấy. Ăn thì chả đâu vào đâu cả. Đến món ngon, món sang, nó còn chả biết. Quê mùa gì thì cứ dạy nó là khắc đâu vào đấy. Như con dâu nhà tôi ấy, lúc mới về có biết làm cái gì đâu, cũng bục thối vụng nát. Nhưng mà tôi dạy nó thì cứ dần dần từ từ, mưa dầm thấm lâu. Bây giờ khéo ra phết rồi đấy, làm được khối món đấy. Ôi dồi ôi, đây tôi cũng cầm tay chỉ việc đấy bà. Chỉ từng ly từng tí một, hướng dẫn đi chợ là mua rau này, mớ rau tươi này, mua con cá nào ngon này. Về hướng dẫn cho coi như là kể cả cách rửa rau cho đến pha nước chấm. Thế mà vẫn hụng thối hụng năng. Bà xem có chán không chứ? Cứ phải dần dần từ từ thôi bà ơi. Rồi khắc đâu vào đấy. Con tôi ấy tuy là bây giờ cũng biết làm một số thứ rồi, nhưng mà cũng đi suốt. Ở nhà là toàn mình nấu nướng thôi. Cũng phải thông cảm. Con cái rồi nó bận bà. Đấy, giờ này mà vẫn chưa thấy nó vác xác về bà. Không biết là lại đi đú đởn ở đâu nữa. Cơ quan nhà nước gì mà bây giờ làm cái giờ này? Hãy còn sớm mà bà. Cái gì? Nó về đó. Đây. Con chào mẹ, chào bác ạ. Bác hôm nay sang chơi với cả mẹ cháu ạ. Thương về rồi đấy hả cháu? Dạ vâng ạ. Thôi, tôi đi về đây. Lúc khác tôi lại sang. Bà làm gì thì làm. Bà từ từ đã, bà cứ ngồi ở đây chơi tí đã. Cơm nước thì đã có con dâu nó nấu cho rồi. Bà cứ ngồi chơi với tôi một lát nữa. Thương, còn đứng đấy à? Không đi vào bếp thì xem là cơm nước thế nào đi chứ. Dạ vâng ạ. Bác ở đây chơi với cả mẹ cháu ạ. Cháu vào bếp nấu cơm ạ. Ừ, thế con vào đi. Đấy, bà thấy không? Chậm chạp vô cùng cơ. Cái số tôi nó khổ thế đấy. Cứ tưởng là có con trai lớn nó lấy vợ thì tôi được an nhàn. Nhưng mà cuối cùng nó còn vất vả hơn là chưa có dâu ấy bà. Thôi bà ơi, bà cứ từ từ rồi đâu vào đấy. Tôi thấy nó khá hơn cái hồi mới về rồi đấy chứ. Bà cứ từ từ dạy bảo nó phải khóc đâu vào đấy. Đứa nào cũng thế mà. Con dâu tôi cũng thế. Thôi, tôi đi về đây. Nhà tôi cũng đầy việc rồi. Con dâu nó cũng sắp về rồi. Thế bà về nhé, thỉnh thoảng bà lại sang chơi với tôi nhé. Được rồi, thế thỉnh thoảng tôi sang. Bà cứ từ từ nhé. Mẹ với con cứ phải ngon đúng không?
Mẹ, ba Hồng về rồi hả mẹ? Về rồi, con dâu bà ấy gọi về ăn tối rồi. Còn cái nhà này thì chả biết đến bao giờ mới được ăn. Đúng là cái số tôi khổ. Có con dâu về mà chả đỡ được gánh lo nào cả. Mẹ cứ ra ngoài xem tivi ạ. Con nấu một lát là xong mà. Mẹ, con gái của mẹ về rồi đây. Giang à, con về rồi à? Nay con về nhà mẹ để ăn cơm, chứ ăn cơm nhà mẹ chồng khó nuốt quá mẹ ạ. Này Thương ơi, con làm thêm mấy món ngon ngon để cho em nó ăn nhá. Khổ thân con gái mẹ. Đi làm dâu thì làm sao mà sướng bằng nhà mình được, đúng không con? Vâng. Hay, cô không nghe thấy tôi nói gì à? Mau mau ra siêu thị mua mấy món ngon ngon về nấu cho em nó ăn. Chả mấy khi em nó về nhà mẹ đẻ. Đồ ăn con đã mua nhiều lắm rồi mà mẹ. Có thêm cả Giang thì vẫn thừa mà. Cô làm sao thế? Em chồng về mà cô tỏ thái độ như thế à? Phải tiếp đãi cho nó tươm tất vào chứ. Để rau đây tôi nhặt cho. Dạ vâng, con đi ngay đi ạ. Đúng là cái đồ nhà quê, không biết đường mà ăn ở. Thôi, con đi rửa mặt chân tay đi, xong để lát còn ăn cơm nhé. Tất lệnh mẹ yêu, đúng là chỉ có mẹ yêu thương con nhất thôi. Con uống rượu của mẹ mà. À, để lát con kể cho mẹ nghe chuyện này nhá. Để con đi vào rửa mặt cũ đây ạ. Để mẹ đi nhặt rau. Vâng. Con mời mẹ uống nước ạ. Cứ để đấy cho mẹ. Vâng. Này, cái con bé Thương ấy, hơi một tí là đòi về nhà ngoại. Vừa mới cách đây 2 tháng nó về nhà ngoại rồi, giờ cuối tuần này nó lại bảo nó về. Nữa mẹ không đồng ý đấy. Mẹ không cho về là đúng mẹ ạ. Cái ngỡ nó ấy, về nhà đẻ thì chỉ có mang tiền của nhà mình về thôi, chứ còn có công chuyện gì đâu. Khổ ghê cơ. Có người lạ lúc nào cũng phải trông chừng. Không có thở ra một tí là nó quần hết về nhà luôn đấy con. Ôi mẹ ơi, cái loại đấy á, về được nhà mẹ đẻ là còn may ý. Con vừa vào phòng anh chị xong, người vì đâu mà tiêu xài hoang phí. Đồ đạc, quần áo, mỹ phẩm mua bừa ra. À mà hôm trước nhá, trong giờ hành chính con đi gặp khách hàng, con còn thấy chị ý đi từ quán cà phê ra với người đàn ông nào ý. Chắc chắn là chị gặp gổ mẹ ạ. Lại còn thế nữa. Vâng. Thế thì đúng rồi. Có hôm nào cũng đi làm á, đi sớm về muộn. Chứ có cái cơ quan nào mà bóc lột sức lao động đến như vậy đâu. Mẹ phải ngăn chặn ngay mẹ ạ. Chứ không thiên hạ họ mà biết, họ đồn thổi rồi mang tiếng nhà mình ra. Gia đình mình trước đây là gia đình gia giáo, không thể để loại con dâu đấy trong nhà mình được mẹ ạ. Được rồi, mẹ sẽ không để yên chuyện này đâu. Lười vi vụng thì mẹ còn châm trước được. Chứ mà cái loại phụ nữ mà có tính lăng loàn ấy thì mẹ không thể dung tha đâu. Mẹ phải cứng vào mẹ ạ. Chứ anh con trông thế thôi chứ chiều vợ vì nghe vợ lắm. Chỉ cần chị ta ngon ngọt một tí thôi là anh ấy lại tha thứ mà. Được rồi, con cứ yên tâm. Con biết tính mẹ rồi đấy. Mẹ sẽ làm cho ra ngô ra khoai cái vụ này mới được. Không có thì mang tiếng con ạ. Vâng, mang tiếng đấy mẹ ạ. Có chuyện gì sao chị không nói luôn ở nhà đi. Ra đây cho mất thời gian làm gì, chị nói nhanh lên, em đang vội lắm. Giang này, có phải em không muốn cho gia đình anh trai của em hạnh phúc có đúng không? Tại sao chị lại hỏi như vậy? Nếu không có chuyện gì thì thôi em đi đây. Từ đã, em thừa biết tính mẹ như thế nào. Mẹ ở nhà xem phim nhiều, cùng lắm là tán gẫu với mấy bà hàng xóm. Em là con gái của mẹ, em nói gì mà mẹ chẳng tin. Tại sao lại đi nói với mẹ là thấy chị ngoại tình? Em nhìn thấy chị ngoại tình lúc nào? Với cái bản tính của em, nếu nhìn thấy bản thân chị ngoại tình, em lại không nhảy bổ vào lúc đấy đấy à? Nếu chị không ngoại tình ý, thì sao chị lại sợ? Chị không sợ, mà những cái việc mà chị đã không làm, chưa bao giờ chị phải sợ. Nhưng Giang này, em là em gái của chồng chị, là ruột thịt của anh ấy. Tại sao em lại ăn không nói có, đặt điều với mẹ rằng nhìn thấy chị ngoại tình, để cho mẹ nhiếc móc chị, ép anh ấy bỏ chị. Chị có ngoại tình hay không, anh ấy thừa hiểu. Nhưng mà những cái lời nói của em khiến anh ấy nghi ngờ chị. Từ nay về sau nếu còn tiếp tục như thế thì chị sẽ không để yên đâu. Em ấy chỉ nói vòng gió với chị hàng xóm thôi mà. Nhưng mà
Sao mẹ nghĩ là chị nhở? Bóng gió á? Có bóng gió hay không ý, chính bản thân em tự biết. Từ nay về sau nếu còn tiếp tục cái trò ăn không nói có như thế ấy, thì chị sẽ không để yên đâu. Lần đầu thì chị có thể tha, nhưng lần hai em đừng ép chị, đừng để chị phải thuê giang hồ để xử đẹp em. Anh cứ từ từ đã. Em đang ngồi với cả em đó nói chuyện xem như thế nào. Các anh đừng làm gì vội ạ. Vâng ạ. Chị có thể hiền thật, nhưng mà ai đã động đến gia đình nhỏ của chị thì chị nhất quyết không bao giờ để yên đâu. Chị, em sai rồi, em còn trẻ con. Em còn mùng 1. Chị tha lỗi cho em nhá. Lần đầu thì chị có thể tha, chứ lần thứ hai ấy, thì chị sẽ không bao giờ để yên đâu. Nếu em còn tiếp tục động đến gia đình nhỏ của chị. Vâng ạ. Mà chị có mua đồ như thế nào, tiêu xài như thế nào cho bản thân chị hay cho chồng của chị cũng không xin của em hay của mẹ bất cứ một đồng một cắc nào. Em làm ơn bỏ cái tật hay đi soi mói của mình đi. Con vào đây, vào đây mẹ bảo này. Dạ. Mẹ và con có chuyện gì vậy ạ? Con biết rồi đấy. Vợ chồng em Giang nó đang xây nhà. Mẹ tính là con góp cho em nó 300 triệu. Mẹ tích góp được 200 rồi, là 500. Bên thông gia người ta cho miếng đất 1 tỷ rồi. Nhà mình thì chả có tiền tỷ. Thì góp cho em nó 500 để cho người ta đỡ khinh. Mẹ à, thật sự là mẹ có bao nhiêu tiền, mẹ cứ cho em nó, bọn con không can dự. Nhưng mà cái số tiền đấy quá là lớn. 30 triệu thì bọn con có thể cho, chứ 300 triệu thì thật sự là vợ chồng con không có để mà cho mẹ. Mà có thì vợ chồng con cũng không thể nào cho em nó được. Sao? Anh chị có cũng không cho em nó à? Thế chị có biết nó là em ruột của chồng chị không? Máu mủ ruột già, lọt sàng thì xuống lia. 30 triệu chị góp thì cho em nó mua được mấy viên gạch à? Mẹ ạ, tiền bọn con kiếm được cũng là đổ mồ hôi sôi nước mắt, chắt chiu từng đồng một. Cũng phải dành dụm tiền để nuôi con, rồi còn phải xây nhà. Sau này còn ốm đau bệnh tật nữa. Không nhẽ những lúc như thế bọn con lại ngửa tay ra xin tiền mẹ, hay là lại đi xin tiền cô Giang hả mẹ? Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Mẹ đừng tạo cho cô ấy cái thói quen rồi cô ấy sống dựa dẫm vào mẹ như thế nữa ạ. Thôi, chị đã nói thế thì thôi, tôi chả nói gì nữa. Tùy anh chị giúp cho em nó được bao nhiêu thì giúp. Nhưng mà mẹ thương em nó, vừa mới lấy nhau được mấy tháng, bây giờ ra xây nhà ở riêng, mà mẹ với lại anh chị chả giúp được là bao nhiêu cả. Mà xây cái nhà thì mấy tỷ. Mẹ à, xây một căn nhà to như thế, nợ nần là chuyện hết sức bình thường. Đấy cũng chính là động lực để vợ chồng cô ấy cố gắng. Sau này có thì cô ấy có thể kiếm hơn thì sao. Bây giờ việc của mẹ chỉ cần là giữ sức khỏe thật là tốt. Như thế là tốt lắm rồi mẹ ạ. Này Giang này. Dạ. Đây là 100 triệu. Của mẹ là 70 triệu. Còn của anh chị con đây là 30 triệu. Mẹ với lại anh chị muốn giúp con nhiều. Nhưng mà bây giờ ấy, mẹ già rồi, không đi kiếm tiền được nữa. Chỉ có lương hưu thôi. Thế còn anh chị con ấy thì đi làm vất vả, nên là cũng không dư giả được bao nhiêu. Thôi con cầm tạm với 100 để trang trải tiền nhà con nhá. Vâng. Này, con cảm ơn mẹ. Em cảm ơn chị ạ. Số tiền này con xin vay, bao giờ bọn con có, bọn con sẽ thu xếp trả cho mẹ và anh chị ạ. Anh chị cũng không có gì nhiều, có một chút ít, gọi là giúp vợ chồng em trang trải. Em cứ nhận đi, không cần phải khách sáo. Chị ở nhà lo sớm tối cho mẹ là em biết ơn chị lắm rồi ạ. Cùng là gia đình với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Nếu là cho vay thì anh chị sẽ nói là cho vay, còn nói là cho thì sẽ nói là cho. Vấn đề tiền nong thì chị cứ nói trước cho sòng phẳng, vì sau đỡ khỏi hiểu lầm nhau. Em biết rồi ạ. Có lẽ là con dâu nó nói đúng.
chúng lớn rồi thì phải để chúng tự lập. Mình cứ bợ đỡ chúng, coi chúng như là trẻ con ấy, thì bao giờ chúng mới trưởng thành được. We'll be right back.